Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 20 tháng 2 năm 2022 trên kênh Phố Nối TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ấn nút đăng ký kênh, đồng thời nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phố Nối TV xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ. Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường thế giới, tổng hợp giá cà phê trong tuần này, nhìn chung ở cả hai sàn phái sinh đều giảm đáng kể so với tuần trước. Đối với giá cà phê Robusta trên sàn London, trong tuần có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2022, tính chung cả tuần đã giảm đi 13 USD trên tấn, với mức giảm là 0,57%, xuống mức giao dịch là 2.271 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD thì tương đương với mức giá là 51.500 đồng 1 kg. Còn ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2022, tính chung cả tuần đã giảm đi 15 USD trên tấn với mức giảm là 0,66%, xuống mức giao dịch cuối tuần là 2.255 USD trên tấn, tương đương với mức giá là 51.100 đồng 1 kg. Các mức giảm nhẹ, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức trung bình. Còn tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica trong tuần có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. Ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2022, tính chung cả tuần đã giảm đi 4,8 cent trên bao với mức giảm là 1,91%, xuống giao dịch ở mức là 246,85 cent trên bao. Kỳ hạn giá tháng 5 năm 2022 trong tuần thì giảm đi 6,05 cent với mức giảm là 2,4%, xuống mức giao dịch là 246 cent trên bao. Các mức giảm đáng kể, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Thưa quý vị và các bạn, nhìn chung trong tuần này, giá cà phê hai sàn sụt giảm sau khi giới đầu cơ đã hoàn tất hợp đồng quyền chọn kỳ hạn giao tháng 3 và tiếp tục thanh lý vị thế dòng hiện đang nắm giữ. Trong khi thị trường dự kiến nguồn cung sắp tới sẽ rất dồi dào do Brazil và Indonesia bước vào thu hoạch vụ cà phê Robusta trong năm nay. Dự báo về sản lượng cà phê Brazil của vụ năm ngoái và vụ mùa năm nay vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Tuy vậy, thị trường vẫn quan tâm năm nay là vụ được mùa theo chu kỳ 2 năm một ở Brazil. Bên cạnh đó, thông tin tiêu cực từ căng thẳng địa chính trị Ukraine và chính sách tiền tệ sắp tới nhằm ngăn chặn lạm phát khiến nhà đầu tư lo ngại thị trường có nhiều rủi ro hơn, đã làm cho chứng khoán Mỹ sụt giảm liên tiếp và tỷ giá đồng USD bật tăng trở lại. Dòng vốn đầu cơ tiếp tục được các nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn. Với thị trường cà phê trong nước, theo ghi nhận sáng nay, giá cà phê duy trì ổn định ở mức thu mua từ 40.800 tới 41.800 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, sáng nay ghi nhận ở mức 40.800 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Di Linh, mức giá là 40.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga, ghi nhận ở mức 41.700 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 41.600 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Krai có mức giá là 41.500 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Rông, mức giá là 41.400 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, tại thành phố Gia Nghĩa, ghi nhận ở mức 41.600 đồng 1 kg. Khu vực huyện Đắk Lấp, mức giá là 41.500 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay ghi nhận ở mức 41.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá cà phê được thu mua ở mức 41.600 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Bình Dương, mức giá là 41.800 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ghi nhận ở mức 42.000 đồng 1 kg. Theo ghi nhận, giá công ty niêm yết ở mức là 41.800 đồng 1 kg. Thưa các bạn, trong tuần tới thì thứ hai ngày 21 tháng 2 trên sàn New York sẽ nghỉ giao dịch. Còn tại sàn London thì vẫn hoạt động bình thường. Và ngày 23 tháng 2 trên sàn London sẽ vào ngày thông báo giao hàng đầu tiên cho tháng 3 năm 2022. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay ngày 20 tháng 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.